Xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại trên kênh youtube Bụi Phố. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, và ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 11 của bộ truyện Trong Gai Cuộc Đời. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Tú Quỳnh để không bỏ lỡ những tình tiết nào của tập truyện ngày hôm nay bởi vì chắc chắn nó sẽ khiến cho tất cả chúng ta phải rơi nước mắt. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tú Quỳnh, cũng như để theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc mỗi ngày, 11 giờ trưa trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập 11, bộ truyện Chồng gài cuộc đời. gạt bỏ tay dương ra khỏi tay của tôi, tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó đi ra ngoài gọi bác sĩ đến. Bọn họ đo nhiệt độ cho anh, kiểm tra tổng thể một lượt, tìm cho anh một liều hạ sốt, sau đó căng dặn tôi chú ý đến anh từng chút, có gì phải báo lại ngay. ngồi bên cạnh tôi nâng mắt nhìn dương vẫn đang truyền nước, khuôn mặt của anh có chút nhợt nhạt, rõ ràng là ngủ nhưng đôi lòng mày thi thoảng vẫn cứ nhíu lại, giống như là đang gặp ác mộng tôi nghĩ rốt cuộc là anh đối với tôi bây giờ là tình cảm hay đơn giản là anh đang muốn chuộc lỗi cho mẹ của anh tôi nghĩ anh với vân anh có thực sự là một gia đình hạnh phúc hay là như thế nào tôi nghĩ rất nhiều nhưng tôi lại không biết chúng tôi nên dừng ở điểm nào nên mở lời ra sau cứ thế tôi ngồi một lúc rồi cũng gục hẳn xuống dần dần mí mắt nặng trĩu không thể nào nhấc lên được nữa chìm vào giấc ngủ đến gần sáng thì tỉnh giấc tôi hơi cựa mình phát hiện ra bản thân nằm trên giường có chút ngạc nhiên cả người đứng bật dậy tôi nhìn sang bên cạnh không thấy giường đâu nhìn ra bên ngoài ban công cũng không thấy tâm trí có một chút hoảng loạn tôi xoay người bước khỏi giường định bụng muốn chạy xuống dưới tìm thì lại thấy anh từ trong nhà tắm đi ra anh nhìn thấy tôi động tác lao đầu có một chút khựng lại giọng nói cất lên khàn khàn vậy rồi sao Sao không ngủ thêm một chút nữa đi Tôi lắc đầu Anh dậy lâu chưa Sao dậy mà không gọi tôi dậy Vừa mới thôi Thấy em ngủ say quá nên không nợ đánh thức Ừ Vậy anh thấy trong người thế nào rồi Có còn mệt lắm không Có cần phải gọi bác sĩ khám lại không vậy Không cần đâu Tôi đỡ hơn nhiều rồi Em đừng quá lo lắng Dương vừa nói Vừa đi lại phía giường ngồi xuống Lấy máy sấy ra sấy tóc Tôi miếm môi nhìn anh không nhìn được mà nói Lần sau anh đừng tắm sáng sớm như vậy Anh vừa mới khỏi ốm Người vẫn còn yếu Đừng suy nghĩ nhiều Người tôi không phải là thần thánh Cho nên ốm mệt là chuyện đương nhiên Ừ Vậy anh nghỉ ngơi đi Tôi đi mua cháo cho anh Không cần Lát nữa trường sẽ mang đồ ăn đến Dương nhàn nhạt đáp lời Anh xoay người lại nhìn tôi Tôi nhìn anh Động tác có một chút khựng lại không biết phải nên thế nào, đầu óc rối tung. Người đàn ông ấy cẩn thận đưa tay của mình lên, giúp tôi chỉnh lại cho gọn. Ngón tay lướt qua gò má tôi, chậm rãi từng chút, khiến tôi có chút ngứa ngứa. Trong phòng yên ắng, dưới ánh điện dạng, hai chiếc bóng của chúng tôi hòa cùng với nhau là một. Rõ ràng rất bình thường, thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì lại không hề bình thường một chút nào cả. Khoảng cách của chúng tôi rất gần nhau. Tôi theo bản năng ngẩng phát đầu lên nhìn anh ai dè không cẩn thận lại để gò má sượt qua cánh môi của người đàn ông đó trong nháy mắt toàn thân trở nên cứng đờ như tượng tôi không nói được câu gì bản thân muốn lùi lại thì lại bị dương giường tay ra ôm trọn lấy bốn mắt chúng tôi chạm nhau môi anh mờn trớn truyền từ dành tay tôi xuống gò má hơi thở nóng sực dấn dích ở dùng da trắng ngừng truyền đến một trận ngưa ngứa rồi trong nháy mắt dừng lại ở đôi môi tôi. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi giật mình, ánh mắt có một chút không được tự nhiên. Cứ như vậy đối diện nhìn thẳng với anh, còn anh thì cũng chỉ thoáng xuất hiện một tia sáng. Sau đấy khẽ nhắm lại, tay nâng cầm tôi, gầm chặt lấy môi tôi, kéo tôi vào trong nụ hôn u mê đầy mơ hồ. Tôi cự tuyệt yếu ớt, tôi không đáp lại, nhưng mí mắt đã rung nhẹ khép hờ. Lại một lần nữa, tôi gục ngã trước sự dẫn dắt của người đàn ông này rốt cuộc thì đến bao giờ bản thân mới có thể hoàn toàn thoát ra được đây nụ hôn kéo dài mấy phút dường như cũng cảm thấy đã đủ rồi nên dường từ mãnh liệt cũng dần dần chậm lại chậm dần và cuối cùng rời khỏi hẳn tôi cũng lấy lại được tinh thần nói với anh nếu như anh đã đỡ rồi thì tôi cũng đi đây hôm nay vẫn còn rất nhiều việc phải làm Em đi bằng gì đến đây? Tôi đi taxi. Ngồi thêm một lát nữa đi. Lát nữa ở trường đến, tôi bảo cậu ấy đưa em về. Không cần đâu. Cậu ấy cũng có việc ở công ty. Dương không cho tôi cơ hội nào để từ chối. Từ ngữ điệu đến ánh mắt đều mang theo sự ép buộc khiến tôi không sao cãi được. Cuối cùng đành phải im lặng. Nửa tiếng sau, trường cuối cùng cũng mang đồ đến. Sau khi đưa cho Dương xong xuôi, bây giờ anh ta cũng lấy xe đưa tôi về thay đồ sau đó lại đưa tôi đến nhật thành trong lúc di chuyển có lẽ vì sắc mặt tôi không được tốt nên trường liền cất giọng hỏi cô có tâm sự gì sao không tôi chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi nếu như không ngại cô có thể coi tôi như một người bạn để có thể dễ dàng tâm sự mọi chuyện thật ra tôi cũng không phải là người hay buôn chuyện hay là có tính lẻo mép với ai đâu Tôi không có ý nghĩ về anh như vậy, anh đừng hiểu lầm. Tôi khẽ cười giải thích, trường nghe xong thì cũng bật cười theo, sau đó đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Tôi không biết cô và tổng giám đốc đã thỏa thuận gì với nhau, nhưng mà gần đây tôi cảm nhận được anh ấy đối với cô không giống những người khác. Tôi bỗng hơi căng thẳng, mắt nhìn về phía của anh, trường lại nói tiếp. Tôi đi theo anh ấy, từ ngày anh ấy sang Mỹ, bây giờ cũng đã là 10 năm. Chuyện tình cảm năm 23 tuổi của anh ấy Tôi được nghe mọi người nói lại Nhưng tôi không biết đối phương là ai Chỉ biết là dường như Cô ấy đã chiếm trọn hết trái tim Cũng như tâm trí của anh ấy Phải mãi đến thời gian gần đây Trong một lần vô tình nhìn thấy tấm ảnh của cô Trong ngăn kéo ô tô Tôi mới biết Người đó hóa ra lại là cô Tôi nghe trường nói Cả người bỗng chốc ngẩn ra Không biết nói gì Câu chuyện thì vẫn chưa thể dừng lại ở đó Từ ngày sang Mỹ Tính cách của anh ấy thay đổi hẳn Trở nên tuyệt tình và tàn nhẫn Anh ấy vừa phải lao vào học Vừa điều hành công ty Chịu áp lực từ rất nhiều người Không có một ngày nào gọi là vui vẻ Kể cả Vân Anh Cô ấy cũng không đủ sức khiến cho anh ấy Trở lại con người như cũ Nhưng mà cô thì lại có khả năng đó Ở bên cô Anh ấy mới thực sự là chính mình Tôi... Nhật Thành là một tập đoàn lớn. Anh ấy lại là người thừa kế. Trên dài gánh biết bao nhiêu cuộc sống của nhân viên. Nói để anh ấy bỏ hết chạy theo tình yêu. Anh ấy chắc chắn sẽ không làm. Cô còn nhớ cái ngày tôi với cô lần đầu gặp nhau không? Tôi nhớ. Hôm đó anh ấy bảo tôi xuống giải dây. Thậm chí còn bảo nếu truy tố được thì truy tố luôn. Lúc đó tôi thật sự khó hiểu. Vì sao anh ấy lại lo bao đồng một người không quen biết như cô, rồi còn một mực giúp cô về sau nữa. Nói đến đây, trường cũng chịu dừng lại, anh ta quay sang tôi, tiếp tục nhả ra mấy từ. Tôi không biết trước kia hai người có chuyện gì, nhưng mà nếu bỏ qua được, thì cứ bỏ qua đi. Hận nhau mãi cũng không phải là cách tốt. Chúng tôi không có gì cả, hiện tại bây giờ chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Trường chỉ thở dài không đáp. Tôi nghĩ là Trường biết chuyện gì đó, hoặc là anh ta cũng muốn khuyên nhủ tôi, nhưng lại không biết phải khuyên thế nào. Nên cuối cùng chỉ biết thở dài. Một mạng ấy làm cho suy nghĩ kiên định của tôi bất giác có một phần lung lay. Không biết thật sự câu chuyện phía sau của Dương là gì? Mười năm qua ở bên Mỹ, cuộc sống của anh như thế nào? Anh đã gặp chuyện gì mà phải nằm diện? Có phải là có chuyện gì tôi không được biết phải không? Liệu nó có đáng sợ hay không? Cứ thế, tôi ôm cái suy nghĩ, đầy thẫn thơ đi vào công ty, người như mất hồn, thậm chí bản thân còn chẳng quan tâm hay chú ý đến ai. Đến khi bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy mẹ của anh đứng ở bên ngoài, những ngón tay cầm túi xách cũng trở nên siết chặt. Lần nữa đối mặt, bà ta vẫn tỏ ra mình cao quý như thế, vẫn ném cho tôi cái nhìn đầy khinh thường và căm ghét như kiểu tôi là một thứ sát rưỡi không nên xuất hiện ở đây. Cũng chẳng biết được là bà ấy tìm tôi hay tìm ai, nên tôi cũng thu lại ánh mắt, nghi người muốn rời đi. Tuy nhiên, lần này bà ta cũng hướng đến tôi, nói. Tôi muốn nói chuyện với cô, đi vào văn phòng tôi một lúc. Chủ tịch có lời, tôi lại là nhân viên nên không thể không nghe. Bước theo bà ấy, đến khi vào trong phòng, bà ấy lịch sự rót cho tôi một ly trà nóng còn bản thân thì nhấp nháp, tách cà phê, hỏi tôi. Mười năm không gặp, cô sống tốt chứ? Nhờ ơn của bà, tôi đầy may mắn, vẫn còn sống rất tốt. Mười năm qua đi, nhìn cô có vẻ xinh đẹp hơn, khí chất hơn. Nhưng mà, có một thứ vẫn không hề thay đổi. Đó chính là không có lòng tự trọng. Bà nói đúng, mười năm rồi kia mà tôi vẫn cứ mãi là một con thỏ ngu xuẩn. Thì đúng là hổ thẹn với đời đó. Đối diện với thái độ lãnh đạm của tôi, bà ta tức đến điên người. Cuối cùng cũng không thể chơi trò mèo dần chuột được nữa, nên đi thẳng vào vấn đề chính. Cô có biết, tôi gọi cô vào đây làm gì rồi phải không? Tôi không hiểu ý của chủ tịch, bà muốn nói chuyện với tôi là chuyện gì? Chuyện cô và con trai tôi, Cô gái, tôi không phủ nhận cô là một cô gái xinh đẹp. Nhưng mấy năm nay, thằng bé đã có vợ đẹp, có sự nghiệp rồi. Cô nghĩ nó dày dưa với cô là gì cái gì. Bây giờ nó mê mẩn nhan sắc và thân thể của cô, nhưng cô cũng đâu thể cả đời trẻ trung nón nạ. Nó cũng không thể dỗi hờn với bố mẹ cả đời được. Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền thì mới rời khỏi nó. Lại là tiền. Chủ tịch, bà đừng tưởng bà ném tiền ra là đối phương sẽ phải quỳ xuống nhặt lấy năm tỷ năm tỷ để cô rời xa nó biến mất khỏi mắt nó tôi nghĩ con số này đối với cô đã là quá nhân nhượng với người khác kẻ thứ ba như cô nhất định sẽ có kết cục không tốt đẹp đâu nhìn tấm séc trên bàn tôi cảm thấy vô cùng nhức mắt ký ức đau lòng trước kia lại ùa về nước mắt của mẹ sự đau lòng của mẹ, đám tang của mẹ, mọi thứ đều từ tay người đàn bà này gây lên. Tôi sao phải sợ những lời đe dọa này của bà ta? Thật nực cười. Khóe miệng kéo lên một nụ cười nhạt, tôi nhớ mày nhìn mẹ anh, lạnh lùng nói. Bà có biết gì sao tôi không cầm tiền của bà không? Không phải vì tôi chê ít, mà là tôi sợ bẩn tay. Hạng người như bà mới chính là không cùng đẳng cấp với tôi. Tôi là người đâu phải xúc giật như bà. Cô, đừng có mà hỗn hậu. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Chủ tịch tức giận làm gì? Hay là tôi nói quá đúng? Bà thẹn quá, hóa giận. Vì tôi chọc cho tức điên, mẹ của anh cuối cùng cũng bùng nổ. Bà ta đứng phát dậy, muốn đưa tay lên tác tôi. Nhưng tự nhiên, một màn này tôi đã cảnh giác từ trước. Nên khi cánh tay kia hạ xuống, tôi cũng bắt được, giữ chặt lấy, hất mạnh xuống khiến cho bà ta lão đảo. Xong xuôi, tôi cúi người lấy tờ giấy lau bàn tay của mình một cách rất mạnh, vừa lau vừa nói. Chủ tịch, tôi đâu phải là cô bé 10 năm trước nữa đâu, mà bà hở một tí là lại đòi đánh. Mặc dù đã giáp mặt không ít lần, nhưng để mà nói thì đây chính là lần đầu tiên tôi trực tiếp đối mặt với mẹ của anh. Cùng với bà ta nhắc lại ân oán của quá khứ, phải nói sao nhỉ người phụ nữ này vẫn không hề thay đổi chút nào bề ngoài tỏ ra mình là người công tư phần mình là người cao quý trong giới thượng lưu nhưng mà tâm địa thì vẫn rắn rết như thế đặc biệt là đối với tôi bà ta vẫn luôn tìm cách tống cổ tôi ra khỏi có điều đều bị dương ngăn lại nên nỗi hận đối với tôi càng nhiều hơn mà kể ra thì cũng thật nực cười tôi chưa từng làm gì quá đáng ảnh hưởng đến gia đình bà ta nhưng bà ta thì lại hủy hoại hết mọi thứ của tôi. Thử hỏi ở đây, ai mới là người nên ôm hận đây? Càng nghĩ, lại càng đau lòng. Đôi mắt của tôi vốn đã lạnh, bây giờ càng trở nên lạnh hơn. Phải kiềm chế lắm, mới không lao đến, đẩy bà ta ngã từ tầng 28 xuống, để bà ta hiểu được cảm giác của mẹ tôi lúc mất đau đớn như thế nào. Còn bà ta, thấy tôi bật lại, thì tức đến đi người, khóe miệng, cười đầy khinh thường. Mạnh miệng lắm Rất tốt Nhưng mà cô gái Tôi nhắc cho cô nhớ Cô mới giật lộn với cuộc đời 7 năm Còn tôi thì đã mấy chục năm Chỉ với những cái mánh khóe này Mà đòi muốn múa rìu qua mắt thợ sao Những lời này bà ta nói Cũng không phải là hoàn toàn sai Xét về mưu mô và sự độc ác Tôi không bằng một phần của bà ta Nhưng mà không có nghĩa gì thế Tôi lại để mình dễ dàng bị chà đạp cho dù tôi không nhiều tiền với bà ta cho dù tôi không có mối quan hệ thì tôi vẫn nhất định cố gắng cố gắng hết sức để đòi lại công bằng cho mẹ mình tôi muốn bà ta phải trả giá cho những hành động khốn nạn mà bà ta đã làm với gia đình của tôi siết chặt hai tay tôi định nói thêm thì điện thoại báo tin nhắn của dường gửi đến bảo với tôi là buổi tối muốn ăn món tôi nấu lúc đọc được nó sự phần dần lại bao trùm lấy tôi thành công đè xuống cơn tức giận những suy nghĩ ngổn ngang kéo nhau Bủa dây Đây là mẹ của anh Là người anh yêu thương Chưa bao giờ anh muốn bà ta gặp bất kỳ đau khổ nào Còn anh Lại là người tôi yêu Yêu đến tâm càng phế liệt Anh đau một tôi đau mười Tôi nở lòng sau Không Ngay từ đầu tôi đã không nở Đến sáng nay nghe thấy trường bảo Mười năm bên Mỹ Cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì Tôi lại càng không nở bỏ điện thoại trở lại trong túi tôi mất mấy giây im lặng cũng nâng mắt lên nhìn mẹ anh lãnh đạm nói chủ tịch nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép trở về phòng làm việc nếu tôi là cô tôi sẽ tự động rời khỏi nhật thành miệng cô nói cô không bám lấy thằng dương nhưng mà hành động của cô thì hoàn toàn trái ngược lại đó cô gái ạ à. chuyện này thực sự rất khó thưa ngài chủ tịch người đưa tôi vào công ty là anh ấy Người đuổi tôi cũng chỉ có anh ấy Bà bảo tôi phải làm sao đây Mà nghĩ lại tôi thấy mình thiệt thòi quá Có tiếng mà không có miếng Hay là bây giờ tôi bám theo con trai của bà nhé Cụ Tôi nghĩ bà không thích tôi Thì có thể coi tôi như không khí Tồn tại trước mắt bà đi Cũng giống như tôi vậy Tôi không thích bà Cho nên tôi coi bà là người chết rồi đó thôi Nói xong câu nói ấy Tôi cũng không nán lại nữa bởi tôi biết càng tiếp tục nói thì cuộc nói chuyện này sẽ càng trở nên tệ hơn. Rồi sau đó nó sẽ không chỉ dừng lại ở mức mỉa mai nhau thế này, mà chắc chắn sẽ làm miệt thị, chửi bới. Chửi bới tôi là hồ lý tinh, là loại không có giáo dục, không biết liêm sĩ. Chắc chắn là như thế. Mấy ngày này tâm trạng vốn đã không tốt, bây giờ lại thêm áp lực từ mẹ của anh, làm cho tôi thực sự chỉ muốn gục ngã. Chưa kể phía bên đối tác, dạo gần đây cũng toàn những đối tượng không đứng đắn. Nói chuyện nghiêm túc, chưa được ba câu, đã bắt đầu chuyển sang tán tỉnh, rủ tôi đến nhà riêng để bàn bạc, làm tôi chẳng giả tạo nổi nữa, quát ầm một trận. Mẹ kiếp, tôi gọi điện cho ông để bàn về hợp đồng chứ không phải là bàn về giá cả gái gọi. Ông thèm khác thì có thể ra khu vực Trần Duy Hưng, hoặc là nói với nhân viên của ông để họ tìm cho người khác. Lời lẽ này thật sự quá gây gắt. Đối phương nghe xong, lập tức nghiến rằng nghiến lời. Tôi đảm bảo nếu tôi ở trước mặt ông ta lúc này, thì có thể cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Và rồi quả nhiên như thế, đến chiều, phía văn phòng tổng giám đốc nhận được cuộc gọi khiếu nại của gã giám đốc đó. Đại loại là nói tôi không có chuyên nghiệp, chửi bới đối tác, yêu cầu thay người khác. Dì Dương đang ở trong diện không xử lý được, nên người đứng ra nói chuyện là quân tôi không nói rõ được là anh ấy chọn cách giải quyết nào chỉ biết là lúc tan làm chúng tôi có vô tình gặp nhau trong thang máy anh ấy khẽ cười rồi bảo với tôi hôm nay uất ức lắm có phải không chuyện gì cơ ạ à? công ty minh thành à có một chút thành thật xin lỗi lần này tôi mang rắc rối đến cho công ty rồi xin lỗi gì chứ bất kể là ai thì cũng không muốn bản thân mình bị mang ra làm trò đùa đâu dịp phản ứng như vậy là đương nhiên thêm nữa em cũng là nhân viên của nhật thành tôi là cấp trên ác hẳn phải lấy lại công bằng cho cấp dưới nhưng mà nếu như chủ tịch biết hoặc là những cổ đông biết anh sẽ rất khó xử đó dù sao minh thành cũng là một đối tác rất lâu năm phật ý họ không phải là tốt đâu em yên tâm trước giờ có ai bắt nạt được tôi đâu tôi tôi ngập ngừng định nói tiếp tuy nhiên quân đã chội cắt ngang bằng một câu hỏi khác bây giờ dịp có bận không chúng mình cùng đi ăn được không hôm nay chắc là không được rồi tôi có chút việc cần phải xử lý cho nên là nếu vậy thì hẹn dịp hôm khác vậy dạ còn nữa thời gian này đừng bỏ bữa và suy nghĩ nhiều sắc mặt của Diệp nhìn kém lắm. Tôi thực sự lo lắng cho em. Cảm ơn anh. Ý tứ của Quân dành cho tôi vẫn chưa dừng lại ở đó. Chẳng qua là sau cái hôm tôi thẳng thắn ở khu vực pha cà phê, anh ấy đã hạn chế lại cảm xúc của mình hơn thôi. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn quan tâm, vẫn nâng đỡ. Thậm chí là sẵn sàng dàn đôi cánh bảo vệ tôi bởi những mưu đồ toàn tính của người khác. Đưa tôi về đến chung cư, Quân lái xe rời đi Tôi thì tranh thủ vào siêu thị mua ít đồ Để về nấu cơm mang vào cho Dương Nga hôm nay được nghỉ sớm Cô ấy nhìn thấy tôi bận rộn Cũng như kiểu đoán được lý do Tôi làm cho ai Nên tâm trạng bày rào hoàn toàn không hề vui vẻ Cô ấy nói Cậu vẫn không buông bỏ được anh ta sao Chẳng lẽ Cậu thất bại như vậy sao Không phải Chuyện này cậu không hiểu được đâu Lúc nào cậu cũng chặn họng mình bằng câu nói ấy Cậu tưởng mình là con nít lên ba sao Diệp à Đàn ông đều là một lũ giả dối tham lam Cậu cứ đặt kỳ vọng vào đám người đó làm gì chứ Tên Dương đã có vợ Tên phó tổng kia cũng không phải là kẻ tử tế gì đâu Cậu lao đầu vào Chỉ khiến cho bản thân đi vào ngõ cuộc thôi Hay là cậu thích tiền của họ Cho nên mới không cam tâm buông bỏ Nga Tôi không ngờ Nga lại nói ra với tôi những lời như thế Động tác khuấy mùi dừng lại. Mắt của ấy nhìn chầm chầm. Còn cô ấy hiện tại cảm xúc bị đẩy lên cao. Từ đôi mắt có thể nhìn thấy được sự chán ghét với cả giường và quân. Nên từ ngữ cũng mấy phần gây gắt. Hai tên đó thì có gì tốt. Nhất là cái tên Dương kia đã có vợ lại còn treo chọc cậu. Không là khốn nạn thì là gì. Tên đó với tên Xuyên thì khác nhau là bao nhiêu. Mà tên Xuyên cậu bỏ được. Còn tên này thì lại không Hai người cũng đã chia tay 10 năm Làm gì có tình cảm nào 10 năm không phai nhạt Làm gì có ai chung tình mãi Cậu cũng biết thừa là cả hai sẽ không quay trở lại được Cậu nói đúng Chúng mình sẽ không quay trở lại được Và mình vẫn luôn hiểu điều đó Vậy tại sao Cậu không rời khỏi Nhật Thành đi Mình Cậu nói dối giỏi lắm Miệng cậu nói cậu quên anh ta Nhưng thực chất cậu chưa bao giờ quên chưa bao giờ ngừng yêu. Cậu không rời Nhật Thành vì cậu không muốn kéo khoảng cách với anh ta. Không muốn hai người rời khỏi tầm mắt của nhau. Nhưng mà dịp này, anh ta không còn yêu cậu nữa đâu. Những lời anh ta nói chỉ toàn là giả dối thôi. Nếu yêu thật, họ có thể sẵn sàng bỏ hết để chạy theo tình yêu. Nga càng lúc càng kích động, vừa nói cô ấy vừa cầm lấy tay tôi siết chặt, môi run rẩy, đôi mắt hẳn lên tìa không cam lòng. Nếu là ngày trước, với biểu cảm này của cô ấy, tôi nhất định sẽ mặc kệ, mỉm cười, rồi gạt đi để cả hai bình tĩnh. Có điều bây giờ thật sự khác rồi, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Cho nên, tôi cũng không thể nào trốn tránh mãi. Hít vào một hơi thật sâu, tôi nhìn xuống nơi bàn tay bị tấm lấy của mình, ngữ điệu cất lên nhẹ nhàng như sương. Nga, cậu yêu mình có phải không bởi vì yêu mình nên cậu rất ghét những người đàn ông bên cạnh mình có phải không khi tôi nói câu nói ấy sắc mặt của nga trong nháy mắt trở nên tái nhợt cô ấy vội vàng buông tay tôi đôi mắt đỏ ửng đảo quanh là những hạt nước long lanh cô ấy không nói gì hoặc là muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nào mấp máy mãi cũng chẳng thành câu nhìn một màn ấy tôi biết cô ấy đang sợ hãi cô ấy xấu hổ nhưng đã đi đến nước này tôi nghĩ chúng tôi cần phải thẳng thắn đối mặt tôi chưa bao giờ ghét cô ấy thậm chí tôi còn cảm thấy có lỗi bởi vì làm tổn hại người bạn thân nhất của mình mà lại không có một cách nào xử lý ổn thỏa im lặng hai giây tôi tiếp tục nói với nga ngày trước ở bên cạnh xuyên cậu cũng không thích mình với anh ta nên liên tục khuyên mình bỏ anh ta đi. Khi mình gặp lại Dương, cậu biết Dương là người yêu cũ của mình, cậu thăm dò mình, khuyên mình quay lại với anh ta. Khi thấy mình không đồng ý, cậu vui vẻ. Sau này, mình được tuyển vào Nhật Thành. Cậu lúc nào cũng để ý mối quan hệ của mình với anh ấy, lúc nào cũng dặn dò mình, đừng trượt dài. Lúc đó, cậu biết mình nghĩ gì không? Mình nghĩ ông trời thật ưu ái cho mình vì đã cho mình một người bạn tốt như cậu và mình đã hứa là sẽ không bao giờ làm tình bạn này mất đi mình muốn cậu hạnh phúc mình muốn nhìn thấy cậu mặc váy cưới đi vào lễ đường với chàng trai của mình cho đến khi mình phát hiện ra người cậu yêu là mình diệp à mình mình chưa bao giờ giận cậu hết chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ xa lánh cậu thật đó nhưng mình lại không biết phải làm thế nào phải xử lý ra sao với chuyện này mình đã muốn tỏ ra không biết nhưng mỗi ngày mình nhìn thấy cậu dành sự si mê cho mình mình thật sự cảm thấy chúng ta nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng nếu như vậy chúng ta có thể không dịp à đàn ông không có gì tốt hết mình không muốn cậu khổ chúng ta trở về như trước kia cùng đi làm cùng nấu ăn cùng xem phim cùng đi du lịch cuộc sống của cả hai chỉ toàn là niềm vui vẻ không hề muộn phiền. Sau này cậu muốn có con, chúng ta có thể cùng sinh một trai một cái, chúng ta sẽ là một gia đình. Nga nhìn tôi với đôi mắt đầy mong chờ, tôi không dám nhìn vào nó, bởi vì thật sự nó quá chân thành, giống hệt như sự buồn bã của tôi dành cho Dương. Chúng tôi giống nhau, đều đau đớn về tình yêu, đều phải chấp nhận việc người mình yêu ở bên người khác mà không làm gì được. Khóe miệng kéo lên một nụ cười, tôi giơ tay lao đi giọt nước mắt của cô ấy lưỡng lựa một lúc rồi cũng nói mình không thích hợp với cậu Nga, mình không thích người cùng giới, cho nên mình không thể đồng ý với cậu thực hiện dự định đó diệp ạ à, chẳng qua là bây giờ cậu vẫn nặng lòng với tên dương đó nên mới không chấp nhận được thôi nhưng mà không sao mình chờ được mình có thể chờ mình sẽ chờ ngày cậu quên đi kẻ không tra gì kia đến lúc đó chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau cũng chưa muộn cậu đừng chờ mình sẽ không có kết quả gì đâu dịp mình không thể đáp lại tình cảm này cậu nói đúng mình là người không quyết đoán thất bại người mình yêu từ đầu đến cuối đều vẫn chỉ là anh ấy cho dù anh ấy khiến mình đau lòng cho dù chúng mình thực sự là khoảng cách xa xôi thì trong tim mình vẫn chỉ có anh ấy thôi. Còn với cậu, mình muốn chúng ta vẫn như trước kia, vẫn là bạn thân của nhau. Khi mình cần, cậu sẽ đến bên mình an ủi, cho mình chỗ dựa. Khi cậu cần, chúng ta sẽ cùng nhau đi uống bia, ăn lẩu, ngắm hồ tay về đêm. Những lời này của tôi có lẽ thực sự làm cho Nga đau lòng. Cô ấy ngồi vịt xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy mặt, bả dài ruồn lên từng hồi. Cô ấy khóc, khóc rất lớn. Lần đầu tiên sau mấy năm quen nhau, cô ấy bộc lộ cảm xúc yếu ớt này của mình để tôi nhìn thấy. Tôi muốn bước lại an ủi, nhưng lúc này lại nghe thấy cô ấy hỏi. Có phải cậu ghê tởm mình đúng không? Ghê tởm mình vì mình là người như vậy, không giống ai hết. Mình chưa bao giờ có suy nghĩ đó, cậu có thế nào vẫn là bạn thân nhất của mình? Cậu nói dối, làm gì có ai chấp nhận kết bạn với một kẻ đồng tính? Tuổi thơ của mình, ai cũng xa lánh, thậm chí cả bố mẹ cũng đòi từ mình, nói mình là kẻ nam không tra nam, nữ không ra nữ, họ ghê tởm mình, họ đuổi mình đi. Mình đã rời quê lên Hà Nội, mình muốn tìm một cuộc sống mới, nhưng mọi thứ đến với mình thật tệ. Tới khi gặp cậu, mình biết cậu là ánh sáng của mình, mình muốn bên cậu. Chỉ là lúc đó cậu đã có chồng mình không biết phải làm thế nào ngoài cách làm bạn với cậu mình nói thật mình chưa bao giờ muốn xa lánh cậu hết chẳng qua cậu yêu sai người thôi mình tin sau này nhất định cậu sẽ gặp được người mà cậu thích người đó sẽ yêu cậu thật nhiều như cậu yêu họ vậy tôi không biết phải an ủi nga như thế nào ngoài những lời ấy tôi cũng hy vọng là cô ấy sẽ hiểu được và cảm thông cho tôi hiểu là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ghét bỏ cô ấy hay là khinh thường cô ấy đối với tôi dù cô ấy có mang trong người giới tính nào hình hài nào hay là cấp bậc nào đi nữa thì chúng tôi vẫn mãi mãi sát cánh bên nhau như bây giờ nói thêm một lúc thấy thời gian cũng đã muộn nên tôi đành gác lại sắp xếp đồ đạc mang đến bệnh viện cho dương khi đến nơi cánh cửa phòng khép hờ cuộc nói chuyện của anh với mẹ anh một lần nữa diễn ra gây gắt. Tôi thấy mẹ anh nói. Vì một con đàn bà mà con sẵn sàng cãi lại lời mẹ, đạp đổ hôn nhân vốn dĩ đàn tốt đẹp của mình. Dương, con là muốn mẹ phát điên lên vì con thì con mới hài lòng phải không? Hay là con lại muốn giống như bố con, chạy theo con đàn bà khác bỏ lại mẹ? Con và ông ta không giống nhau, nên mẹ đừng mang ông ta ra so sánh với con. Mẹ luôn nói mẹ yêu thương con, mẹ luôn nói mẹ muốn những thứ tốt nhất cho con nhưng mẹ lại nhẫn tâm chia cắt tình yêu của con hại người con yêu đây là tình thương mẹ dành cho con sao con không được hổn mẹ nuôi con bao nhiêu năm vì con biết bao nhiêu thứ là muốn cho con một ngày trưởng thành một ngày đi lên để ông nội nhìn thấy được nhật thành xứng đáng có một người chủ là con mẹ cho con người vợ phù hợp với con có thể đưa con đi lên mấy năm nay không phải là rất tốt đẹp sao nhưng con đàn bà đó lại tìm đủ mọi cách để bám lấy con mách liễu với con để bây giờ còn đến vợ đến mẹ cũng không cần người sai từ đầu là mẹ mẹ có tư cách gì mà nói cô ấy mười năm trước mẹ đã biết con yêu cô ấy mẹ biết cô ấy có thai cho nên mẹ sau lưng con đi tìm cô ấy sỉ nhục cô ấy mỉa mai cô ấy ép cô ấy rời xa con Mẹ khiến cho mẹ cô ấy uất ức mà tự tử Mẹ làm khó cô ấy Sống còn yên ổn Đến bây giờ cũng như thế Mẹ rốt cuộc có lương tâm không Mẹ ý vào sự tôn trọng Mà nhượng bộ của con đối với mẹ Rồi được doi Đòi tiên có phải không Có phải không mẹ Tiếng gầm lúc cuối của giường Khiến cho mọi thứ lúc này dở ọa Có mấy người đi qua tò mò ngoảnh đầu nhìn lại Nhưng thấy tôi đứng đó Họ lại bước đi ngay Bên trong, mẹ của anh cũng lớn tiếng đáp lại mẹ làm tất cả cũng vì con con bé đó hoàn toàn không xứng đáng với con không hề vì con mẹ tưởng con thích những thứ như thế này sao mẹ tưởng con muốn đấu tranh suốt đời sao ngay cả ngủ cũng ít ỏi mẹ tưởng con muốn nhật thành lắm sao con không được tùy hứng nhật thành là của con con muốn dâng cho người ngoài có phải không Trách nhiệm con cũng không cần nữa phải không Mẹ chỉ có mỗi đứa con là con Con không thể nhẫn tâm với mẹ như thế được Vậy nên mẹ nhẫn tâm với con Mẹ biết con yêu cô ấy như thế Nhưng mẹ vẫn nhẫn tâm chia cắt chúng con Để cho con hận cô ấy suốt 10 năm Trong khi cô ấy không hề có lỗi lầm Mẹ Mẹ diễn kịch giỏi lắm Rất giỏi Dương Mẹ đi về đi Hiện tại con không muốn nói chuyện với mẹ Cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ diễn ra vô cùng căng thẳng. Tôi đợi cho mẹ anh rời khỏi, cũng mang cơm vào cho anh. Sắc mặt của Dương lúc này vẫn tệ. Mặc dù đã cố gắng điều chỉnh, nhưng vẫn không thoải mái hơn là bao. Tôi liếc nhìn anh, không đề cập đến việc mình vừa nghe lén được cái gì. Tôi chỉ bảo, anh ngồi dậy ăn đi, ăn xong còn uống thuốc nữa. Ừ, hôm nay anh thế nào, có đỡ hơn nhiều không? Tốt hơn nhiều rồi Ngày mai có thể xuất diện Sao lại thế Ở công ty mọi người vẫn làm rất tốt Anh cũng không cần phải quá lo lắng đâu Cứ chuyên tâm dưỡng bệnh là được Đối với những lời nói này của tôi Dư không hề nói Mà chỉ cười Sau đó nhận lấy bát cơm tôi đưa Ăn một cách ngon lành Tôi cũng không có thời gian ở lại Nên ngay sau đó cũng rời đi luôn Cũng may là anh không có ý định giữ tôi lại Nên rời đi cũng không phải là gì khó khăn. Chỉ là tôi không ngờ được, vào lúc một giờ sáng, anh lại gọi điện thoại bảo với tôi là anh đang ở dưới sảnh chung cư. Nghe những lời nói ấy, tôi hoảng hốt, dội vàng thay quần áo, rồi chạy ù xuống. Lúc này Dương đang đứng ở gian đường, một tay anh đút vào túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc, ung dung, thông thả, mà hút thuốc. Tàn thuốc trong bóng đêm, cứ thoát sáng, thoát tối. Từ xa nhìn lại, trong anh không hề giống như nhân vật ưu tú trong giới kinh doanh nữa. Trái lại, giống như người thanh niên ngày trước, mãi mãi là của một mình tôi. Lặng lẽ bước lại trước mặt anh, tôi còn chưa kịp nói gì, thì cả người bị giường kéo lại, ôm chặt lấy. Chặt đến nỗi như muốn khảm tôi vào anh làm một. Sau đó giọng nói đầy bi thương cất lên. Để tôi ôm em một lát. Bởi vì quá mệt mỏi Thêm nữa bản thân cũng tham luyến cái ôm này của Dương Nên tôi cũng mặc kệ Để cho anh ôm chặt lấy mình Đôi mắt khẽ nhắm hờ Khoảnh khắc này yên bình lắm Nó đưa tôi trở lại Những tháng ngày của thời gian tươi đẹp năm đó Chỉ có tình yêu Chỉ có tiếng cười Không hề có những đau khổ nào kéo đến Cứ thế Chúng tôi ôm nhau khoảng chừng được một phút Thì Dương cũng khẽ tách người tôi ra kéo tôi đi về phía chiếc ô tô của anh, nổ máy rời đi. Suốt một màn ấy, anh không hề lên tiếng nói chuyện, tôi thì càng tò mò vì không biết là anh muốn dẫn tôi đi đâu. Với cả anh vừa mới khỏi ốm, đã lái xe đến đây, anh không sợ bệnh tình của anh tái phát sau. Sức khỏe của anh đâu đã hồi phục lại được như bình thường chứ. Nghĩ đến đó, tôi dội hỏi anh. Nửa đêm rồi, anh muốn đưa tôi đi đâu? Em cứ đi, rồi sẽ biết, đừng hỏi nữa. Anh... Ngủ một lát đi, khi nào tới nơi tôi sẽ gọi em dậy. Sự tức giận của tôi không khiến cho Dương buồn xuống sự dịu dàng. Ngược lại suốt quãng đường dài thẳng tắp, bàn tay của anh luôn đang chặt vào bàn tay tôi. Chặt đến nỗi tôi có rút ra cũng không được. Một khắc này bỗng nhiên khiến cho tim tôi ngẹn lại. Những lời nói lúc chiều anh gầm lên với mẹ anh như một thước phim tua chậm, ùa về. Đúng là anh không hề biết gì về chuyện của 10 năm trước. Mọi thứ đều là mẹ anh bày ra, mẹ anh lừa dối anh, khiến cho anh hiểu lầm, mà ngày càng hận tôi hơn. Về chuyện vợ chồng của anh, anh không hề đề cập đến, nhưng dường như nó không hề vui vẻ và hạnh phúc như mẹ anh nói. Bởi nếu thực sự như vậy, trường cũng sẽ không có chuyện ngập ngừng với tôi. ngỏ ý muốn tôi bỏ qua cho anh. Tóm lại, 10 năm qua, anh đã trải qua những gì đây? Vừa nghĩ, tôi vừa nâng đôi mắt lên nhìn anh. Đúng lúc anh cũng quay lại nhìn tôi, khóe miệng, bất giác khẽ cười. Trên mặt tôi, có gì khác sao mà em nhìn kỹ thế? Ừ, tôi nhìn xem, có phải là anh thật không? Vậy theo em, có phải là tôi thật không? Hay là một người khác? Tôi không biết, Thật sự là như vậy. Sau 10 năm, chúng tôi đều đã thay đổi hết. Tính cách, lẫn lối sống đều như thế. Tôi không còn là cô bé ngây thơ năm nào. Anh cũng không còn là chàng thanh niên ấm áp. Bây giờ ai nấy đều mang trên mặt những sự giả tạo, bất cần. Có lúc lại tàn nhẫn tuyệt tình. Đầu mới là sự thật, đầu mới là giả dối. Tôi chẳng đủ thông minh để nhìn ra. Có khi như Nga nói, sự dịu dàng lúc này mọi thứ chỉ là lừa gạt. Thực tế là anh đang muốn tôi u mê, lao đầu vào để rồi sau đó sẽ dứt bỏ tôi, sỉ nhục tôi, giống như cái cách tôi đã làm với anh trước kia. Nhưng mà nếu sự thật là như thế, tôi phải làm sao đây? Liệu tôi còn hận anh được nữa hay không? Hay là tôi chấp nhận mọi thứ? Tôi không biết. Đến giờ phút này, tôi thật sự không thể tỉnh táo để nghĩ được cái gì hết. Cứ thế, xe đi một dòng 25 phút, chúng tôi đến được sân bay. Dư không hề cho tôi một cơ hội nào để hỏi rõ, từ đầu đến cuối, bản thân tự quyết định. Cưỡi xe xong, liền kéo tôi vào khu vực check-in. Làm đầy đủ hết các thủ tục. Đến khi cả hai yên dị, ngồi ở trên khoang, hạng thương gia, bây giờ tôi mới biết là anh muốn đưa tôi sang Canada. Nghiêng đầu sang nhìn tôi, dường cuối cùng cũng cất giọng nói em ngủ một lát đi khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em chuyến bay này sẽ khá dài đó tại sao lại tự ý quyết định khi chưa hỏi ý kiến của tôi anh như thế này là gì đây không ý gì cả tôi chỉ muốn chúng ta có khoảng thời gian riêng bên nhau với cả tôi cũng muốn thực hiện lời hứa của mình đưa em đi ngắm tuyết ở canada lời nói đầy thâm tình này của dương như một chuyện đánh mạnh vào đầu của tôi khiến cho những ký ức sâu thẳm tưởng chừng như đã quên của tôi lại một khắc nữa ùa về ngày đó dưới bóng cây liễu đung đưa dưới ánh nắng mùa thu dạng trực có một người thanh niên ôm chặt lấy tôi thủ thỉ hỏi tôi rằng ước muốn của em là gì có thể nói cho anh biết được không nhiều lắm nhưng mà em muốn tương lai hai chúng ta có thể đưa nhau đi du học bên canada em sẽ học marketing anh sẽ học ngành quản trị sau này nếu anh lập nghiệp em vẫn có thể sát cánh bên anh ừ chắc chắn là sẽ cùng nhau chỉ cần em nắm chặt tay anh điều gì em muốn anh cũng sẽ cố gắng hết nhưng mà anh sang đó bao giờ chưa khi tôi hỏi đến đây dương hơi im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu tôi lúc đó không hề phát hiện ra sự khác biệt của anh ấy vẫn hồn nhiên nói Em muốn ngắm tuyết ở Canada Muốn được xem cực quan Muốn được ngồi xe tuần lộc của ông già Noel Ừ Cái vuốt tóc đầy dịu dàng của anh Làm cho giấc mơ của tôi càng thêm kỳ vọng Nhưng rồi một khắc chia tay Mọi thứ đã dở tan hết Không còn bất kỳ dự định nào nữa Bây giờ 10 năm Tôi không dám nhớ lại Còn anh thì lại từng chút từng chút thực hiện nó, thực hiện những lời hứa còn gian dở của chúng tôi. Nói thật, tôi rất vui, nhưng bên cạnh sự vui vẻ ấy thì tôi lại cảm thấy tôi có lỗi, cảm thấy rất đau lòng. Tôi đang làm cái gì đây? Sao tôi lại trở nên không có liêm sĩ như thế? Yêu thương bây giờ đâu có quang minh chính đại gì đâu. Bên nhau bây giờ đâu có công khai được đâu. Mọi thứ đều bắt đầu từ sự giấu giếm, lừa dối thoát khỏi ký ức cũ tôi cắn môi mặc dù có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng tôi nghĩ dù sao làm ầm lên ở trên máy bay thì cũng không tốt nên đành hỏi lãng sang chuyện khác anh đi thế này phía bệnh viện có biết không em yên tâm mọi chuyện tôi đã giải quyết xong hết vậy còn thuốc anh có mang theo thuốc không đều đã đầy đủ hết vậy thì anh cũng ngủ đi Tôi giải quyết một số việc Em cứ ngủ đi Quả thật Dương rất bận Anh nghỉ hai ngày không đến công ty Những văn kiện cần anh ký duyệt Những hợp đồng cần anh xem qua Nhiều vô kể Tôi định khuyên anh Có điều nghĩ lại tôi thấy tốt nhất Bản thân đừng nên nói những lời vô nghĩa Có khi lại hay hơn Bởi vì anh không giống như tôi Là một nhân viên làm công ăn lương Mà là một ông chủ Là người lái đò của Nhật Thành sự thành bại của tập đoàn tương lai thế nào đều phụ thuộc vào anh, vào sự thông minh với mưu mô của anh. nếu anh sơ hở hay ngã xuống, đối phương nhất định sẽ thừa nước đục nhảy vào. khi đó chắc chắn mọi sự cố gắng đều trở nên công cốc. nghĩ đến đó, tôi cũng trở nên im lặng để cho dương giúp mình đắp chăn lên người, mắt chăm chú nhìn anh xử lý công việc, sau đó ngủ quên lúc nào không biết. mười mấy tiếng sau máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế. Mùa đông ở Canada đặc biệt lạnh. Tôi với anh đều khoác trên người những chiếc áo phao rộng và dày. Thậm chí anh còn che kính cho tôi không chừa một kẻ hở. Thời tiết còn có tuyết rơi. Tôi chậm chậm đưa tay ra hứng lấy nó. Dương cũng đưa theo. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi để tôi truyền hơi ấm. Sau đó anh nói. Lên xe thôi. Trời lạnh thế này Sợ em không quen sẽ ốm đó." Trước lời nói này của Dương, tôi cũng không hề từ chối, đầu khẽ gật nhẹ. Mặc dù đã 28 tuổi, nhưng tôi chưa từng được ra nước ngoài bao giờ và cũng chưa từng được đi đâu, nên đây được coi là lần đầu tiên tôi xuất ngoại và được ngắm tuyết. Tuyết ở Canada rất lạnh, nhiệt độ thậm chí còn xuống đến mức âm. Tôi mặc quần áo nhiều nhưng vẫn không thể tránh khỏi được người hơi run lòng mì lạnh toát ngược lại người đàn ông đi bên cạnh dường như đã quá quen với cảnh như thế bởi vì nhìn một lượt từ trên xuống dưới cũng không hề thấy anh để lộ ra một chút giật nào cả bắt xe trở về khách sạn tôi với Dương cất dọn hành lý tắm một lượt tinh thần có vẻ ổn hơn rất nhiều chúng tôi gọi món ở ngay khách sạn sau khi ăn xong không lên phòng ngay mà anh mượn một chiếc ô của lễ tân sau đó bảo với tôi chúng ta đi tản bộ nhé nhưng mà ngoài trời đang mưa đó dương không nói gì cả anh cầm chiếc áo khoác dày bọc lấy người tôi đều giúp tôi một đôi bao tay một tay còn lại thì cầm chặt xỏ vào túi áo của mình chúng tôi cùng nhau đi dưới vỉa hè đến khi tới trạm tàu điện anh lấy mấy đồng xu trong túi ra bảo tôi lên tàu ngồi một lúc dạ trên tàu lúc này khá đông rất giả dạ lắm mới tìm được một chỗ dừng để tôi ngồi tựa đầu vào dai anh bàn tay từ đầu đến cuối vẫn đang chặt tiếng nhạc du dường cất lên tôi im lặng ngồi nghe mặc dù không hiểu lắm nhưng có cảm giác buồn quá mãi cho đến khi anh bảo đây là bài hát về một đôi lứa đang yêu nhau nhưng không đến được với nhau bản thân mới hiểu rõ được liệu có phải nó giống như chúng tôi không cũng từng là của nhau cũng từng thề non hẹn biển với nhau nhưng đến cùng lại không thể đi với nhau đoạn đường về sâu nữa ngồi được một lúc thì một người phụ nữ bán hàng rong đi lên trong giỏ có rất nhiều đồ bà ta là người châu á lúc nhìn thấy tôi già dương bước chân cũng tiến lại gần hỏi cô gái cô có tin vào đạo phật không câu trả lời thực sự khiến cho tôi bất ngờ thực ra tôi không theo tôn giáo nào tuy nhiên tôi cũng không phải là người phỉ bán vì thế nghe xong câu hỏi đó bản thân chỉ khẽ cười còn người phụ nữ kia thì thở dài bảo với tôi một đôi tình nhân đẹp nhưng mà nhiều đau thương quá đúng là số trời tôi không hiểu ý bà nói không có gì Tặng cô cậu hai chiếc dòng này Hy vọng Phật tổ Sẽ phù hộ cho hai người Chiếc dòng không cầu kỳ gì Chỉ là được đan Bằng những sợi dây màu đỏ Đều lên tay tôi với Dương Quá thật nổi bật Tôi định lấy tiền ra trả Nhưng người phụ nữ đó kiên quyết không lấy Chỉ một mực bảo với tôi Chiếc dòng này sẽ như bùa hộ mệnh Cho tôi với anh Sẽ sánh bước bên nhau mãi không rời người đã đi rồi giường vẫn không hề có ý định tháo xuống tôi nhìn một màn ấy ngạc nhiên vô cùng cũng có thắc mắc hỏi anh thì anh lại trả lời không phải bà ấy bảo đeo vào thì chúng ta mãi bên nhau sao vậy thì sao phải tháo ra từ bao giờ anh lại tin mấy lời bói toán vô căn cứ như thế vậy thời buổi này lừa đảo khắp nơi nếu nó linh nghiệm như vậy thì đầy người đã tìm đến nó rồi không có chuyện họ phải đau khổ lướt qua nhau cả vậy tại sao em không tháo nó ra câu hỏi này của dương khiến cho tôi giật mình vừa nãy hùng hổ là thế bây giờ thời khắc này cổ họng của tôi lại nghẹn xuống không nói được lời nào anh hỏi tôi sao không tháo nó ra bởi vì tôi cũng tin vào lời nói đó cũng rất kỳ vọng vào lời bà ấy nó sẽ biến thành sự thật đúng là có một ngày tôi với anh sẽ được ở bên nhau mãi mãi không rời xa nhau cứ như thế chúng tôi im lặng rất lâu đến khi xuống tàu dương mới kéo tay tôi lại hỏi tôi một lần nữa sao em không trả lời anh muốn câu trả lời thế nào đây tôi chỉ muốn hỏi em những lúc em buồn em mệt em gục ngã người em muốn ở bên nhất là ai muốn tựa vào là ai còn tôi câu trả lời chỉ có một đó là em. Dù 10 năm hay là 10 năm sau vẫn vậy, vẫn chỉ là em. Anh Nếu khó quá thì bỏ qua đi. Dương khẽ cười, anh không ép buộc tôi nữa, kéo tôi đi tiếp. Tôi nhìn xuống bàn tay của anh, bất giác thốt ra một lời mà tôi kiềm chế từ rất lâu, rất lâu. Tôi cũng thế. Sau khi tôi dứt lời, bầu không khí giữa tôi và Dương liền rơi vào im lặng từng cơn gió lạnh mặc dù thổi lớn nhưng lúc này lại chẳng mang đến chút ảnh hưởng nào hết tôi nâng mắt lên nhìn anh lặng lẽ quan sát một lời không thốt lên câu còn anh thì cười nhẹ đưa hai tay ôm lấy mặt tôi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của tôi một nụ hôn rất sâu và rất nhẹ nhàng tôi bần thần trước nó mắt vẫn mở lớn nhìn anh không chớp cuối cùng vẫn là người đàn ông đó ôm tôi xoa đầu tôi đầy cương chịu, nâng niu từng chút giống như một bảo vật. Khoảnh khắc ngắn ngủi này, thế giới này giống như thuộc về tôi với anh, những thứ khác bụi dày xung quanh đều không còn quan trọng, đều không có một ý nghĩa nào hết. Bước vào một quán cà phê, giường bao nguyên một tầng 4 của quán, chọn lấy một góc ngồi cạnh cửa sổ. Vừa cùng với tôi uống cà phê sữa nóng, vừa cùng với tôi đọc sách thi thoảng sẽ nghiêng mắt nhìn ra thành phố bên ngoài nơi mọi người đang bận rộn với công việc nơi những cặp yêu nhau đang tay trong tay dạo dưới thời tiết lạnh buốt cảnh tượng này chúng tôi đã từng mơ rất nhiều lần đến bây giờ thực hiện được lại cảm giác giống như một giấc mơ một giấc mơ trước những dòng tố cuồn cuộn ôm chặt tôi từ phía sau giường khẽ thơm nhẹ lên cổ tôi hơi thở nóng rực khi đó tôi cứ nghĩ là anh mệt, đang định hỏi anh làm sao thì đột nhiên nghe thấy tiếng anh cất giọng nói: "Tôi ngủ một lát, em đọc sách đi, khi nào muốn về thì bảo tôi." Nếu như anh mệt thì chúng ta trở lại khách sạn, sức khỏe vẫn là trên hết. Nếu lỡ ai phát sốt, lúc ấy tôi biết làm sao? Em có thích cuộc sống ở đây không? Sao anh lại hỏi như thế? Nếu thích thì chúng ta ở lại đây nhé. Tôi vẫn còn nhớ em muốn có một trang trại nho thật lớn. Sau đó chúng ta sẽ nuôi một ít cừu, một ít dê, một ít bò sữa. Mùa đông chúng ta sẽ làm giường, sau đó sẽ làm bơ, đàn áo bằng lông cừu. Tách biệt với những xa hoa, bòn chèn chật chội, chỉ cần thế giới của chúng ta bình yên là được. Dẫu chỉ là một lời nói khó thực hiện được, nhưng nó vẫn đủ sát thương làm cho trái tim tôi tan chảy cả người run lên mong ước này là tôi đã viết vào tờ giấy ước nguyện khi chúng tôi đi sapa vào năm nào tôi nhớ mình đã lén giết chứ không hề nói với dương vậy mà tại sao anh lại biết được cơ chứ chẳng lẽ nghĩ đến điều đó tôi giật mình quay lại dương khẽ động mắt anh nhìn tôi nhẹ nhàng nói tiếp năm thứ tư sau khi em lấy người đàn ông đó tôi đã quay lại ngôi chùa trên đỉnh núi Phan Xì Phan. Sư thầy đó nhận ra tôi. Anh... Thầy hỏi tôi sao lại đi đến một mình. Lúc đó tôi đã nói dối là em bận làm. Còn gì nữa không? Thầy bảo với tôi năm nào em cũng đến và em đến một mình. Nghe đến đây, dành mắt tôi nóng sang Giọt lệ nơi khóe mi không ngăn được nữa Mà tràn xuống Tôi không nói được gì cả Cả người chỉ run lên vì khóc Khóc vì quá đau lòng Khóc cho bào ấm ức của những năm tháng Kéo đến Thì ra không có anh ở bên Tôi vẫn mãi chỉ là một kẻ yếu đuối Đầy thất bại như thế Ở lại Canada một tuần Dương dắt tôi đi rất nhiều nơi Từ thành phố cổ kính Đến những lễ hội trên sông Thậm chí là về dùng quê dưới chân những dãy núi, nơi mà anh đã tự ngắm trúng một trang trại lớn. Nơi đó bình yên thật sự, có một ngôi nhà nhỏ, một chiếc xích đu và những giường hoa. Có cối xây gió, từng thứ từng thứ đều giống hệt như tưởng tượng của tôi. Sau khi trở về từ Toronto, vừa xuống máy bay là Dương phải đến công ty bởi vì có quá nhiều việc bận rộn. Tôi trở về nhà Mọi thứ trong nhà vẫn như thế Nhưng Nga thì không thấy đâu Ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy đi công tác như mọi lần Nên không để ý Mãi cho đến khi thấy trên bàn có một lá thư Bản thân mới giật mình Dội dàng lấy điện thoại ra gọi Tiếc là mọi thứ đều không thể liên lạc được Cô ấy đã đi Bởi vì sợ tôi chán ghét và xa lánh Vì tôi từ chối tình cảm của cô ấy Cho nên cô ấy quyết định rời đi Đi đến một nơi Tôi không hề biết. Cô ấy chỉ để lại cho tôi một lời chúc phúc, một lời nhắn nhủ, một lời hẹn không xa sẽ gặp lại. Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, những tòa nhà cao chọc xung quanh. Bản thân tôi bỗng chốc như lạc vào một chốn mê cung không có lối thoát. Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, nặng nề như sắp sụp xuống mặt đất. Lắng nghe kỹ, có thể thấy tiếng gió đưa cành lá xào xạc. Mùa đông cứ đến như thế, như thể không hề thương lượng gì, đã đem theo không khí lạnh phủ đầy cõi đất, một cái lạnh khiến cho người ta run rẩy. Tôi nhìn chán chê rồi lại xoay người, vùi mặt vào gối. Trong lòng còn lạnh hơn cả thế giới bên ngoài. Bao nhiêu thất vọng, lo âu, buồn rầu, cô độc như con sâu nhỏ đang gặm nhấm, khiến cho tôi không thể nào cảm thấy bình tĩnh được một tuần ở canada đã trôi qua một tuần ngắn ngủi bên người đàn ông kia vậy mà tại sao sự quyết tâm tránh anh chồng tôi lại không còn nữa quên đi dù sao mọi thứ cũng đã phá hủy cho dù có chấp giá lại thì cũng không thể khôi phục nguyên trạng nữa cuộc sống vốn đã một màu xám hiện tại nếu có sơn lên cũng chỉ là một màu đen mà thôi có gì khác nhau những người có trong thế giới của tôi đều là khách qua đường. Gia diễn của họ chắc hẳn là khách mời. Đến khi hết dài thì cũng sẽ rời đi. Từ xuyên, cho đến Nga, đến Dương. Có ai sẽ ở lại bên cạnh tôi đâu. Nguyên một ngày hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng để bình tâm lại cảm xúc cho ổn định. Đến sáng hôm sau, khi làm, cứ tưởng như chào đón được một ngày làm việc tràn đầy năng lượng thì lại gặp phải sự cố khi đi trên đường. Đó là lúc đang di chuyển, một cô gái không mây chạy lao ra phía đầu xe, khiến cho tài xế trở tay không kịp. Nhanh phán lại một tiếng kích, nghe cực kỳ chói tay. Chiếc xe thì không bị hư hỏng, nhưng đối phương thì không được may mắn. Cả người ngã xuống, trắng cũng đang rỉ máu. Nhìn một cảnh ấy, tôi dù không phải là người gây ra tai nạn, nhưng cũng hoảng đến tái mét mặt, dội dàng chạy xuống, nhờ mọi người đưa cô ấy đi bệnh viện. Lúc giao cấp cứu, tài xế dường như sợ phải chịu trách nhiệm, nên nhân lúc không để ý, chạy trốn. Thành ra chỉ có mình tôi là người ở lại để chạy làm thủ tục cho cô ấy, đóng tiền diện phí. Làm xong mọi thứ cũng là nửa tiếng sau, tôi dội dàng quay trở lại phòng cấp cứu để xem người con gái kia như thế nào thì lại nhìn thấy bóng dáng của giường hớt hải. Anh mặc trên người bộ vest chỉnh tề, đang đứng nói chuyện với bác sĩ, biểu cảm vô cùng lo lắng vì bác sĩ ấy hỏi anh Anh là gì của bệnh nhân Phạm Vân Anh? Anh ấy bảo Tôi là chồng của cô ấy Chồng cô ấy Ba từ này liên tục dội thẳng vào màng nhĩ Làm cho đôi chân của tôi gần như muốn ngã khủy xuống Đôi môi bất giác, cắn lại đến đau nhói Đây không phải là mơ Mọi thứ không phải là mơ Mà hoàn toàn là sự thật Một sự thật vô cùng đau lòng cô ấy thực sự là vợ của anh bọn họ thuộc về nhau tôi thực sự không muốn đối mặt với dương vào lúc này tuy nhiên bởi vì tôi là người đưa cô ấy vào là người làm thủ tục nhập viện cho cô ấy nên bản thân không thể một lời mà đi được với cả tôi nghĩ trốn tránh cũng không phải là cách nên thà nhân cơ hội này để cho cả hai thẳng thắn với nhau để cả hai nhận ra mọi thứ đều là tội lỗi như vậy thì mới quyết tâm được hít một hơi thật sâu nắm tay tôi khẽ siết lại chậm chạp bước về phía dương bây giờ anh cũng đã nói chuyện xong với bác sĩ điện thoại reo lên từng hồi nhưng chẳng buồn nghe từ đầu đến cuối trên gương mặt đều là sự lo lắng không thôi anh đang lo lắng cho cô ấy như vậy sao anh sợ hãi như vậy sao tình cảm của anh rõ ràng như thế sao anh lại nói là hai người không phức tạp như mẹ anh nói anh lừa tôi Khoảnh khắc khi bốn mắt đối diện với nhau, Dương sững người lại. Tuy nhiên, chỉ mất vài giây, anh cũng bình tĩnh hỏi tôi. Em đến bệnh viện làm gì thế? Trong người thấy không khỏe sao? Em bị ốm à? Không phải, tôi đi làm thủ tục cho cô ấy. Vừa nói, tôi vừa đưa đóng giấy tờ trên tay cho Dương. Từ đầu đến cuối, đôi mắt vẫn nhìn anh không rời. Thấy anh tỏ ra sững sờ, sau đó sốt sắng muốn giải thích tôi chỉ biết khẽ cười cắt ngàn lời anh muốn nói cô ấy lao vào taxi vừa dặn tôi là người ngồi trên đó nên tôi đưa cô ấy đến bệnh viện dịp bác sĩ bảo cô ấy không sao chỉ là ngoài da thôi tuy nhiên bệnh tim rất nặng yêu cầu phải gặp người thân tôi không quen cô ấy nên không biết cách liên lạc với người thân của cô ấy thế nào cả dịp tôi Bây giờ anh đến rồi Thì anh lo cho cô ấy đi Tôi phải đến công ty Khó khăn lắm Mới bước được ra đến bên ngoài Tôi ngước mắt nhìn bầu trời âm u Lất phất mưa bay Tâm trạng nặng trĩu đến nghẹt thở Tôi cố tự an ủi bản thân Là anh có ra sao Hay có thế nào với ai Tôi cũng không liên quan, không để ý Nhưng tôi thấy rất đau Trái tim đau đến mức không thể chịu được nữa lưỡng thưởng đi một đoạn rất dài lúc tôi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy quân đi ở bên cạnh mình từ lúc nào anh thở dài nhìn tôi thấy tôi có ý định tránh né thì bước nhanh đến trước mặt anh nói muốn khóc thì cứ khóc đi đừng có cố chịu đựng nữa vì sao em phải khóc em sẽ không khóc em có biết em nói dối tệ lắm không anh đừng nghiêm trọng như vậy Dịp, không phải em bảo em coi anh như một người bạn sao? Vậy bây giờ em có thể coi anh là một chỗ dựa để dựa vào, đừng tự chịu đựng một mình nữa. Em ổn, em thực sự rất ổn mà. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Không cần đâu, em tự đi được. Đừng cãi nữa, tâm trạng của em không ổn, để anh đưa em đi. Đúng là tâm trạng của tôi không được ổn, nhưng tôi cũng không muốn có người bên cạnh bây giờ tôi chỉ muốn một mình để bản thân tự do tự tại với những suy nghĩ trong đầu mà thôi có điều khi thấy tôi bước chân đi quân liền ném cho tôi một câu nói làm tôi không thể nào bước tiếp được nữa không phải em luôn thắc mắc vân anh với dương có quan hệ gì sao lên xe đi anh sẽ kể cho em nghe tôi không muốn nghe về họ bọn họ thế nào cũng không liên quan đến tôi anh đừng nói nữa. Nếu thực sự không liên quan, thì em đã không tự hành hạ bản thân mình như vậy. Dịp, nghe lời anh. Sự kiên trì cộng thêm sự dịu dàng của quân, cuối cùng cũng làm tôi gục ngã. Tôi không thể cứng rắn thêm được nữa, dành mi nóng rang, cuối cùng là những giọt nước mắt thì nhau rơi xuống không ngừng. Tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc ướt hết một mảng áo trước ngực của quân. Ước gì thời gian có thể quay trở lại Lúc đó tôi nhất định sẽ không bao giờ yêu người đàn ông đó Sẽ không bao giờ yêu cả Tình yêu của anh thực sự khiến cho tôi mệt mỏi Tình yêu của anh quá tàn nhẫn Tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa Cứ thế quần để mặt cho tôi phát tiết lên người mình Không một lời nào ca tháng Đến khi tiếng nước nở của tôi trở nên nhỏ lại Thì anh mới đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai tôi thủ thỉ từng lời nói bên tai tôi nếu như mệt quá thì dừng lại đi dịp à như vậy em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn có phải em đáng bị như vậy đúng không anh ngay từ đầu em đã biết anh ấy có vợ thế nhưng em vẫn bất chấp để lao đầu vào bây giờ phải nhận kết cục như thế này đều là từ em chút lấy đừng nói như thế nếu là tôi tôi cũng sẽ không thoát ra được lý tình của Dương. Anh ấy là một người hoàn hảo như vậy, quyết đoán như vậy. Khi đã muốn làm cái gì thì không một ai có thể thay đổi. Chưa kể, người anh ấy muốn giữ lại là em. Là em? Nếu thật sự là em, anh ấy đã không đối xử với em như thế. Anh ấy đã có vợ, bọn họ hạnh phúc bên nhau như thế. Dịp à, em nghĩ hôm nay em không thể đến công ty được rồi. Anh phê duyệt cho em nghỉ một hôm có được không? Ừ. Sau cái cực đầu ấy, Quân cũng lái xe đưa tôi trở về nhà. Còn sợ tôi đói nên kiên trì ở lại nấu cho tôi một bát mì ý. Có lẽ bởi vì từng làm phụ bếp, thêm nữa anh ấy cũng là một người hay tìm hiểu, tìm tòi nên chỉ trong chốc lát đã hoàn thành. Ấn tượng ban đầu là vô cùng đẹp mắt, sau đó là cũng rất vừa miệng tôi cố nặng ra một nụ cười tôi bảo với anh không ngờ anh lại có nhiều tài lẻ đến như thế món này ngon đó ngon thì nhớ ăn hết đó sau này nếu như em không từ chối tôi luôn sẵn lòng vào bếp vì em em không có tiền trả cho phó tổng đâu anh thấy đó tiền lương một tháng của em chỉ đủ sống giờ trả thêm cho anh thì em lấy gì sống đây anh sẵn lòng mà chỉ cần em không tránh né anh là được Ngữ điệu của quân thâm tình vô cùng Khiến cho bầu không khí Trong nháy mắt trở nên có chút khó xử Tôi nhìn anh Định mấp máy nói Thì lại thấy anh cất giọng Lãng sang chuyện khác Mà cô bạn ở cùng với em đâu rồi Anh đến thế này Cô ấy không ghét anh chứ Lần trước gặp nhau ở hành lang Anh thấy hình như cô ấy có ác cảm với anh Quân là một người có cái nhìn tinh tế để ý từng tí một, nên thái độ của Nga ngày đó bị anh nhận ra, tôi cũng không cảm thấy có gì lạ lạ. Anh ấy và Dương khác nhau hoàn toàn. Nếu là Dương, tôi nghĩ có khi anh chẳng thèm để bụng đến những điều ấy đâu, bởi vì trước nay có bao giờ anh ấy thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác dành cho mình ra sao. Anh thấy tốt thì nó sẽ tốt, anh thấy dở nó chắc chắn sẽ dở, chỉ vậy thôi thấy tôi không nói gì quân nghiêng đầu anh ấy hỏi lại tôi một lần nữa em sao vậy à em không sao bạn em cô ấy chuyển công tác vào nam rồi cho nên bây giờ em ở một mình vậy à vậy nếu em ở một mình thì phải chú ý cẩn thận buổi tối phải cài chặt các khóa cửa đề phòng kẻ xấu rình rập mặc dù chung cư ở đây an ninh cũng tốt nhưng mà vẫn là không nên chủ quan em biết rồi mà nửa tiếng nữa anh có cuộc họp đó anh mau về đi khi nào rảnh chúng ta sẽ lại nói chuyện ừ vậy anh về đây từ đầu đến cuối quân đều đối với tôi vô cùng nhẹ nhàng dù tôi có tránh né thì anh vẫn giữ hình tượng một chàng bạch mã trước mặt tôi làm cho tôi không thể tìm ra được một điểm nào để mà chán ghét hoặc là tuyệt tình với anh thậm chí giống như lúc này khi anh đã rời đi được một lúc Điện thoại của tôi lại báo tin nhắn được gửi đến. Anh bảo với tôi mấy lời. Em có thể suy nghĩ, việc sang làm trợ lý cho tôi. Làm trợ lý cho quân, so với việc làm trợ lý cho Dương, đều không có gì khác nhau. Tuy nhiên, tôi tự hỏi bản thân, thật sự có muốn như vậy hay không? Muốn trốn chạy một cách công khai như vậy không? Nhưng rồi, nghĩ rất lâu, rất lâu, tôi cũng nhận ra được một điều, hành động đó không hề ổn chút nào và chắc chắn Dương sẽ không đồng ý. Đến lúc ấy, chúng tôi sẽ lại càng dây dưa hơn nữa. Thà rằng cứ coi như mọi chuyện không hề ảnh hưởng đến mình, bản thân cũng không hề để ý đến nó, không bị nó chi phối cảm xúc, thì mọi chuyện không phải đơn giản hơn hay sao? Tựa như lời Nga nói, cốt lõi phải nằm ở bản thân tôi có thực sự quyết tâm hay không? Nếu tôi quyết tâm, sẽ chẳng có ai mặc dày mà dám bám theo tôi. Nghĩ đến đó, tôi cũng quyết tâm lao dầu làm việc với những thứ chuộng giặt để đầu óc quên đi những loại chuyện buồn trước kia. Thậm chí đến tối cũng cố gắng tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, không cho mình có thời gian rảnh rỗi. Thế nhưng, khi mọi thứ trở về im lặng, tôi lại bắt đầu bị cuốn vào những nỗi buồn không tên, thì nhậu kéo đến dặn xé dần dần bản thân trở nên mề màng với những giấc ngủ chập chờn cả người thôi rệu rã đâu nhừ huyệt thái dương đào đến nỗi tưởng chừng như muốn đứt phật ra tôi mơ mơ một giấc mơ rất đáng sợ không có khoảng thời gian yên bình giống như ở canada nữa mà là những lời cay độc anh dành cho tôi là sự chán ghét anh dành cho tôi là sự yêu thương vô hạn anh dành cho vợ anh hai người bọn họ rất đẹp đôi bảo sao mẹ anh lại một mực chỉ muốn anh ở bên cô ấy gia đình anh muốn anh ở bên cô ấy tất cả đều có lý do những hình ảnh đáng sợ ấy càng lúc càng kéo đến khiến cho tôi không chịu nổi mà giật mình hét lớn cả người ngồi bật dậy theo quán tính hơi thở gấp gáp hồng hộc như chính mình vừa trải qua mọi thứ đưa tay lên ôm lấy ngực đau nhói tôi liếc mắt nhìn căn phòng dưới ánh điện mờ gián lặng rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn đường vẫn vàng rực, soi rọi cả mọi ngóc khách. Cùng với đó, vẫn là những hạt mưa rời tí tách, tạt vào tấm kính. Không có một bóng người qua lại, không có một chiếc xe nào ngang qua. hoàn cảnh cô quạnh, hệt như cảm xúc và trái tim trống rỗng của tôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 11 của bộ truyện Trong gai cuộc đời được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh đọc truyện Bụi Phố để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những khung giờ phát sóng tiếp theo, 11 giờ hàng ngày trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúc quý vị một ngày tốt lành.